Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Em thì chơi bò sát, anh thì chơi chó mèo. Mình sẽ gặp Khương, Khương là anh của Khang. Khương có nuôi mấy bạn chó với lại mấy bạn mèo nữa, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Chia sẻ cho những người muốn tìm hiểu, nhà có một cái góc riêng để nuôi cái mèo ha. Và mấy bạn này là cần phải nuôi máy lạnh em? Dạ đúng rồi, em nuôi nhiệt độ phòng thì cỡ 25-26 thôi. Thôi anh nằm mới ra này coi kìa, coi kìa. Con này mới có 1 năm mấy thôi. Mới 1 năm mấy thôi? Dạ đúng rồi. Thì mấy con cái thì nó thân thiện cũng dễ thương. Dễ thương. Cầm vậy là anh đứng thẳng lưng rồi luôn ha. Dạ đúng rồi. Chân này như chân hổ rồi ha. Dạ. Chân này chân hổ. Bé này là chân 5 ngón. Thì cái bô ly, thường mèo mà bô ly thì nó sẽ mắc hơn chân thường. Cái đầu ảnh có bò lòm, một cái tai rất là đẹp ha. Này nếu mà trong bông, trong mà mèo rừng nó giống con caracal. Các bạn thấy cái chân nó rất là bự ha. Cái chân nó giống như con mèo dớ vậy các bạn ha. Con này là bô ly luôn. Chân sau nó là 7 ngón. Chân sau 7 ngón, dạ. Chân có mang dớ nè. Mà sao mang, lần sau mang dớ dài, trước mang dớ ngắn vậy? Tên dòng gì đó, rây mót, mót cây gì tùm lum, em đâu biết nữa đâu. Hello, mình là Nam Ngô đây các bạn. Ok, chúng ta vẫn đang tiếp tục ở shop của An Khang ha. Nhưng mà hôm nay ở nhà cũng vui lắm. Em thì chơi bò sát, anh thì chơi chó mèo. Ở trên lầu mẹ trồng cây, nói chung mỗi người một môn rất là hay, rất là đa dạng luôn. Thì bây giờ mình sẽ gặp Khương ha. Khương là anh của Khang. Khương có nuôi mấy bạn chó với lại mấy bạn mèo nữa, rất là dễ thương, rất là đẹp luôn. Ok, bây giờ mình nhờ Khương vô giới thiệu những cái dòng mèo ha. Cách chăm sóc và tên gọi tùm lum tà la luôn. Rồi, thì cái này phải có chuyên gia chia sẻ. Em cũng không dám nhận là chuyên gia, em cũng vừa làm vừa chơi thôi. Làm vừa chơi nhưng mà cũng có độ am hiểu nhất định để chia sẻ cho những người muốn tìm hiểu. Nhà có một cái góc riêng để nuôi cái mèo ha. Và mấy bạn này là cần phải nuôi máy lạnh ha em? Dạ đúng rồi, em nuôi nhiệt độ phòng thì cỡ 25-26 thôi. 25-26 độ. Tại nó cũng là cái dòng mà lông dài á. Tại nó cũng, cái nguồn gốc của nó cũng từ bên nước ngoài, bên Mỹ về. Hay quá. Nên nó cần cái nhiệt độ thích hợp để giữ cho cái bộ lông của nó tốt nhất. Đúng rồi. Dòng này nó lạnh mà mình nuôi nóng quá nó rụng lông hết. Dạ đúng rồi. Thôi anh nằm ở ra này. Coi kìa. Coi kìa. Trường tới. Con này của em là con đực. Đực ha. Dạ đúng rồi. Nó, em cho nó đi thi ở ngoài Hà Nội với Hồ Chí Minh, bữa có show mèo á. Dạ, Hà Nội thì một show, Hồ Chí Minh show. Hay quá. Dạ. Là nó đã lấy được cái giải champion ở ngoài ở trong Hồ Chí Minh rồi. Lấy champion luôn. Dạ. Quá dễ thương. Cái con mắt con mèo thì cái con mắt là cái đẹp nhất ha, cái hút hồn nhất. Cái này là dòng gì em? Cái này là dòng mèo Maine Coon. Maine Coon. Dạ. Mèo Mỹ khổng lồ á. Mèo Mỹ có mèo Mỹ khổng lồ. Dạ. Này là giống bên quán của anh Hòa Dương. Dạ đúng rồi. Con bự vậy là anh này còn lớn nữa đúng không? Dạ, cái độ tuổi mà trưởng thành của nó là khoảng 3 năm. Ba năm. Dạ. Lông rất là dài luôn. Dạ. Thật ra con này mới có 1 năm mấy thôi. Mới 1 năm mấy dạ, thôi. Dạ đúng rồi. Nên nó cũng chưa phát triển hết. Rồi cái lông ngay chỗ này nó sẽ còn dài ra nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này cũng là tùy theo cái gen của nó. Tùy gen. Ví dụ giống như cái con này cái lông nó như đây, nhưng mà cái con cái nè, anh thấy cái bờm. Đúng rồi đó. Đó, cái bờm con cái á nó khác. Bờm con cái nó như cái bờm sư tử luôn. Dạ đúng rồi. Rồi cái con này cũng là con cái nữa, nhưng mà nó thuộc cái bộ lông của nó không phải là lông dài. Cái lông nó cũng hơi ôm ôm vô, nó không có bờm. Không có, con này không sâu ra. Dạ đúng rồi. Thì mấy con cái thì nó thân thiện cũng dễ thương. Dễ thương. Có con đực thì lâu lâu cũng hơi. Mà mình nuôi mèo cũng sạch sẽ, nay cũng không có nghe mùi. Dạ. Mà vô cái rất là mát, rất là mát mẻ, thoải mái, dễ chịu, cảm giác là nó sạch sẽ. Ở đây mình là bao nhiêu cặp ta, hay là một con đực thôi, rồi nhiều con cái? Hiện tại thì em có 2 đực, 2 cái với lại 1 con ở trên lầu. Nó mới để nữa là con thứ 3. 2 đực. 3 hai, cái. Hai được 3 cái. Còn cái bạn màu vàng này là mèo gì? Maine Coon luôn anh. Maine Coon luôn. Dạ. Này là đực hay cái em? Con này cũng đực anh. Con đực. Dạ. Nó cũng đa dạng về màu sắc quá ha. Dạ đúng rồi. Thường cái màu hiện tại cái màu hot nhất là cái màu silver. Silver. Dạ, được người ta săn đón nhiều nhất. Cái này mình chơi lâu chưa? Em chơi lâu chưa? Em cũng mới nuôi cỡ 5 mấy thôi anh. Mới 5 mấy thôi mà. Giống như vừa làm thì thấy cũng thích nên cũng nuôi chơi
Nếu cũng mới vô một năm mấy mà anh thấy em có cái tư duy đầu tư nó rất là bài bản, đúng không? Yeah. Chơi nó cũng gọi là có kiến thức rồi này nọ, chịu đầu tư vô chứ không phải kiểu đại đại đùa đùa. Yeah. Rất là hay luôn. Yeah, này cũng là ổ khóa luôn. Không, cái đó em để làm kiển thôi, kiển cũng vậy. Trong nhà mình mà. Lấy những cái ghế để bắt nó xuống. Ủa cái này mình để làm gì em, tăng độ ẩm hả? Cái này là cái nước tự động á anh, nó sẽ có cái màng lọc ở trong đó, nó bơm lên cho mèo nó uống nước. À nước được. Bơm chỗ nào? Đây đây, để em mở ra cho coi, nó là gì. Cái này thì mấy bạn mà nuôi phòng á hay mua á, tại nó tiện lợi. Đó, nó có màng lọc nữa. À. Nước nó sẽ đổ nước vô đây. À. Nó có cái máy giống như là cái từ trường hay gì á, nó đẩy lên, đẩy nước lên. À. Rồi nó bơm lên, nó cứ lọc xuống là nước luôn luôn sạch. Dạ, đúng nước rồi. Luôn luôn sạch cho bé nó uống. Dạ. Rồi cái đó cái đó mình để ngoài là cho các bạn ở ngoài này đúng không? Cho dạ, bạn ngoài này uống này đúng không? Em cho mấy đứa ở ngoài uống. Ê, trời sao cạp anh. Dạ. Em bắt nó xuống. Nó leo lên đây nhưng mà nó không biết đi xuống. À, leo lên mà không biết đường xuống đúng không? Nó biết leo lên thôi. Đó. Silver. Dạ đúng rồi. Màu silver rất là đẹp luôn. Này là blue silver. Blue silver. Lông nó rất là mượt ha các bạn ha. Mịn. Thường thì mấy đứa này một tháng em sẽ cho đi grooming spa. Đi spa một lần. Dạ. Yeah. Tại vì lông nó thường nó bị đổ dầu ở khúc đuôi á. Anh thấy cái chỗ bết bết. À bết bết đó, đổ dầu á. Tại cái dòng này nó đổ dầu nhiều lắm. Nếu đi spa xong thì sẽ trị mấy cái bết dầu. Đó nó bết lại. Chăm lông tụi này có cực không em? Mấy bạn này có cực không? Chăm lông. Chăm lông thì em thường là em cho nó cái thực phẩm mà giống như mấy cái thực phẩm dinh dưỡng của mèo á, giống như dầu cá đồ này nọ cho bơm thêm cho nó ăn uống buổi sáng. Ở đây anh thấy mình cho ăn vừa đồ tươi với lại cả hạt đúng không? Dạ, vừa thực phẩm hạt. Đồ tươi là mình cho gì em? Bò hả? Em thường là cho bò với cút. Bò với cút. Dạ. Cút là mình để nguyên con luôn. Cút em cắt ra, em cắt cánh với lại cắt cái chân ra. Cánh chân với mỏ cút cắt ra. Để em bắt lên chứ. Đây là cái những cái kệ cho bạn mèo nhảy lên nhảy xuống chơi nè. Đúng, nó nhảy cái banh hết. Nhảy mất luôn cái mất chỗ cái này. Cày mất cái đồ hết. Đó. Cầm vậy là anh đứng thẳng lưng rồi luôn ha. Dạ đúng. Đẹp quá. Chân này như chân hổ à ha. Dạ. Đó, chân này chân hổ. Bé này là chân 5 ngón. Chân 5 ngón. Dạ. Còn cái con vàng trên đây là chân 6 ngón. Chân 6 ngón. Dạ, ta gọi nó là boli, cái gen boli. Gen boli nó sẽ ra cái chân 6 ngón. Dạ, 6 7 ngón. Ồ, 6 7 ngón. Dạ. Thì cái boli thường mèo mà boli thì nó sẽ mắc hơn chân thường. À. Dạ. Đặc biệt hơn. Để em bắt con vàng ở chân coi. Nhốt lại lại cho. Tại này nó khoái cái lắm, cái mà bắt ra cái là nó cắn cổ một cái liền. À, đòi phối liền. Dạ đúng rồi. Nên phải nhốt lại cho chắc. Đây nuôi mèo có những cái này là những cái chỗ cho bé nó đi vệ sinh nữa các bạn. Cát cho mèo đi vệ sinh ha. Thì cái cát này nó có chức năng là nó hút ẩm. Đó, dọn dẹp vệ sinh dễ hơn và nó khử mùi. Đó, nó hút vô nó không nghe mùi hôi. Anh này cũng lông bòm bòm dài nè. Dạ. Rồi khỏe. Này màu gì em? Cái này giống như màu Việt Nam mình gọi là tam thể. À tam thể. Đó, là em là coi bàn chân nữa nè. Đây bàn 6 móng. Đó, em đếm là có đủ 6 móng. 2 nè, 3 nè. 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 đúng rồi, 6 móng rồi. Có móng đeo. Chân là 4 chân 6 móng hết. Tất cả đều 6 móng hết. Dạ đúng rồi. 2 3 4 5 6 ok. Cái này là một bạn cái hả? Dạ đúng rồi, bạn cái.
À, cái đầu ảnh có bờm rồi cái tai ra rất là đẹp ha. Này à, nếu mà trong bông trong mà mèo rừng nó giống con caracal. À. Mèo caracal nó cũng có cái bờm xuống như này, nhìn nó ngấu. Con mắt là quá đẹp luôn. Con mắt là cái điểm hút hồn của các bạn mèo, nhiều con mà mắt nó màu xanh ha. Đúng đẹp. Màu xanh là mắt tiền. Quá dễ thương luôn. Ủa mèo này nó sinh sản dễ không em? Nó một năm nó đẻ mấy mùa? Ừ, một năm thì ở nhà em một năm thì cho đẻ một tới hai lứa thôi, với là tùy cái thể trạng của con đó nữa. Ừ. Tốt nhất là một năm thường ta quy định là khoảng hai lứa, nhưng mà tốt nhất cho một người dân giống thì năm lứa thôi. Dạ, là nó sẽ giữ được con giống nó khỏe mạnh nữa. Dạ, đúng không? Con mẹ nó cũng khỏe hơn. Con mẹ khỏe. Dạ. Không nên bào quá. Dạ. Đó, bào quá là nó kiệt sức. Kiệt sức luôn. Này là tam thể nè các bạn, ba màu đen trắng vàng. Con này của em thì cũng đang mang bầu nè. Đang mang bầu luôn? Dạ đúng rồi. Hay quá. Một lứa mấy em này mang bầu được khoảng bao nhiêu bé ta? Thường là em thấy trên hội là chắc cũng có người cũng 10 bé, 10 bé trở xuống. 10 bé trở xuống. Về ha. Nhưng mà em cũng mong là nó cũng ít ít thôi để dễ nuôi rồi. Chứ nhiều quá. Nhiều quá thấy vậy chứ khó. Nhiều quá khó cho lại. Mình. Đúng rồi, khó cho mình. Dạ. 6 là đẹp. Dạ. Tầm 6 là đẹp ha. Mấy anh này ảnh nhìn nó quý tộc đó bạn, cái dòng mèo này nhìn nó quý tộc từ cái bộ lông rồi tới cái tính cách và cái hành vi của nó, tất cả mọi cái rất là quý tộc ha. Nó cũng thân thiện, nó thấy nó ngầu vậy chứ nó cũng thiện, thân thiện với mình. Cái dòng này mà massage nhất của nó là bao nhiêu ký ta? Hiện tại thì em thấy cỡ 7 ký rưỡi 8 ký. Wow. Là con đực với con đực, còn cái thì chắc cỡ 5-6 ký thôi. 5-6 ký. Nhưng mà cũng có một số người ta nuôi được tới size cỡ 10 ký 11 ký. Ừ. Một là cái con đó nó cái thể trạng nó tốt, cơ địa của nó tốt, năng nhiều. Hai là cái con đó là nó thiến rồi. Thiến rồi nên nó ăn thiến béo rồi phì nó ăn nó béo lên. Ừ. Đó thì cũng hiếm thôi. Ừ. Nhưng mà cái thể trạng đạt 7-8 ký của con đực là nó ok, là chuẩn nhất đúng không? Dạ đúng rồi, nó ổn. Như bé này màu gì em? Màu này anh thấy giống xám con chuột, đẹp quá. À, màu blue á. Blue xám xanh á. Xám xanh. Dạ. Ừ. Mà nó cũng có vàng. Ừ. Có cái mã màu riêng. Hay quá. Bên mèo cũng rất là nhiều dòng ha, nhiều. Dạ, người sưu tập ha. Có người bạn kia chơi Bengal, chơi cũng đa dạng á. Dạ. Đủ hết. Đẹp. Bên gian thì nuôi em thấy thoải mái hơn, không có cần máy lạnh. Đúng rồi. Nuôi ngoài trời, chủ yếu là sân rộng. Ừ. Nó hoạt động nhiều hơn, với dạ, lông nó quan trọng, lông nó lông ngắn, nuôi. Dạ. Dễ. Còn này muốn lông đẹp là phải nuôi trong nhà. Dạ. Đó. Máy lạnh. Ừ. Ngồi bốn chân anh chụm vô. Đó, đeo lên đó. Nãy anh vô anh nhìn này anh tưởng con mèo nằm đây. Dạ. Này em dùng em lót mà tụi nó cũng sớm tụng lên á. À. Mấy con mèo nó hơi tò mò, khoái. Ở đây em chăm sóc, ví dụ nuôi cái dòng mèo này có điều gì cần lưu ý với lại mọi người không ta? Em có thể chia sẻ, cũng như là cái, hình như em chơi em cũng có xây dựng một cái cộng đồng cho mèo rồi này nọ đúng không? Của riêng em hay là sao đó? Dạ không, em tham gia với mấy anh chị đi trước thôi. À. Em cũng hệ vô sau rồi chứ cô không có xây dựng gì hết. Ok, vậy em có thể chia sẻ cái nãy anh có nghe nói cái trang mèo gì này nọ cái thứ đó thì em có gì chia sẻ với mọi người không? À, cái trang của em thì chủ yếu là em đăng cái hình ảnh mèo của em lên. À. Trang của em là AK How Kitchen. À. Dạ. Thì cái trang đó cái mục đích của mình là để show những cái bé bé của mình đẹp, hay là ngoài nó còn cái hướng dẫn cho mọi người cách chăm sóc hay là có thể trao đổi hay gì đó không? À dạ có anh, thì tương lai cũng sẽ có. Tại vì hiện tại thì em cũng giống như vừa làm mà vừa cũng nuôi này nọ. Nuôi rồi vừa học tập kinh nghiệm rồi này nọ thứ. Cũng có một mình em làm thôi nên nó trang nó cũng sẽ lót hơi chậm. Rồi lâu lâu em cũng có chụp hình ảnh đồ này nọ lót lên. Ví dụ giống như mèo đẻ rồi xong rồi bố mẹ nó sao, nó thi giải gì hay có gì đó. Hay quá. Em sẽ đăng. Đúng rồi, mình lưu lại mốt coi lại. Đúng rồi, lưu lại mấy kỷ niệm. Trang nó tên gì em? AK How Kitchen. Là trên Facebook á hả? Dạ đúng rồi. À, cứ bấm vô là ra thôi. Dạ. Đúng không? Rồi vậy
Ví dụ như đó với một quá quá trình em vừa nuôi, tất nhiên là mình vẫn đang vừa học tập vừa nuôi rồi này nọ tìm hiểu, thì quá trình em nuôi thì cái trải nghiệm riêng của em thì có điều gì cần lưu ý với nuôi cái dòng này hay không, và cái điều gì cuốn hút em bởi dòng này, giống như nãy anh nói có rất là nhiều giống mèo khác nhau, nhưng mà tại sao em lại chọn cái những cái bạn mèo này? Trả lời cái cuốn hút trước đi ha. Ok, cuốn hút thì tại vì em cũng tính tìm kiếm nuôi con mèo để giống như em nuôi chơi thôi. Xong rồi em kiếm được, em tìm nhiều dòng lắm. Mới đầu là em kiếm ra dòng Radon. Chắc em cũng biết Radon đúng không? Radon thì em thấy nó lông cũng dài, với lại nó nhìn nó đẹp, màu trắng đẹp. Nhưng mà sau đó tự nhiên em thấy lướt thấy con mèo của giống như anh Hòa Dương. Hòa Dương rồi xong rồi thấy của Trấn Thành, độ thấy con mèo nó lạ nhưng mà không biết tên gì. Cũng gán lên mạng kiếm đồ thông tin, thấy cái dòng này kiếm gà thấy nó nhìn mặt nó ngầu, mặt nó ngầu, dạ, bự, con, bự con, lông nó bự đẹp quý tộc đúng không, ngầu hơn mấy con khác nhiều, kết luôn, kết luôn, lúng luôn, dạ đúng rồi. Đó thì có, cũng có nhiều người nói sao nuôi mấy con golden cho dễ thương nhưng mà thôi nay kết mấy con không này. Bé này nó hấp dẫn, nó lạ hơn. Dạ. Rồi có cái gì lưu ý trong quá trình em chơi á, thì em có gặp những cái ban đầu khó khăn nào này nọ, thì hướng giải quyết em tìm ra làm sao sao câu chuyện của mình? Dạ, khó khăn thì cũng có anh, cũng có nhiều. Thì chủ yếu là mới đầu nuôi thì cũng tưởng là thấy nhiều người nuôi lạnh lắm. Nên mình, tại vì mình mới đầu nuôi mình cũng đâu có tin là con này về Việt Nam cũng lâu rồi, cũng nghĩ đâu cần mới lạnh đâu. Nghi rồi đúng không? Mình quất cây quạt gió hay là cái gì đó, nuôi cái ghiếc cái thấy nó lòng nó phát triển không được, với lại mở quạt gió đồ này nọ thì bị nắm. Nắm, nhiều khi bị ghẻ, nóng quá đổ mồ hôi ra là ghẻ. Với lại trong lỗ tai của nó nhiều khi có dơ á. Sau rồi mới bắt đầu chuyển vô nuôi máy lạnh luôn. Thì nuôi máy lạnh mới thấy là nó sẽ sạch sẽ hơn. Khác hẳn luôn. Khác hẳn luôn. Cái nhiệt độ nó cũng quan trọng. Với lại cái thứ hai là đồ ăn của nó. Đồ ăn của nó chủ yếu là em nuôi full thịt sống từ full lúc nhỏ. Full thịt sống với lại hạt thôi. Dạ, không rồi. Ăn cho ăn gọi là tùm lum tà la. Dạ. Nhưng mà đôi lúc thì nó ăn thịt sống giết quen á, nên để hạt nhiều cũng không ăn nữa. Nhưng mà cái chế độ tốt nhất mà theo em tìm hiểu là vẫn là ăn đồ sống là tốt nhất. Dạ đúng rồi, ăn đồ sống là tốt nhất. Với lại phải cho bổ sung thêm mấy cái vitamin dinh dưỡng gì vô buổi sáng. Tốt nhất là vậy. Thì các bạn thấy qua cái chia sẻ của Khương á, thì những anh em khác các bạn thấy là mỗi một dòng bét nó có cái điều kiện chăm sóc khác nhau, có nghĩa là khi mà chúng ta chơi thì tất cả các bét nó nằm rải rác ở trên thế giới á, mỗi một quốc gia với đất nước thì chúng ta phải tìm hiểu cái điều kiện sống của nó, nhiệt độ rồi độ ẩm đồ này nọ các thứ, thì khi mà chúng ta set up đúng á là các bé nó sẽ khỏe mạnh ha. Ví dụ như bé này ở bên nước ngoài, bên Mỹ á, là nó khí hậu nó mát hơn, nó lạnh hơn, mà về Việt Nam nóng kiểu này mà nuôi quạt không á là hư lông hết, lông bớt rồi bị ghẻ, bị nấm rồi tùm lum hết. Nhưng mà khi mà set up đúng môi trường á, giống như mấy con chameleon mà bữa bên Zulu á, con Bison á, cần mát hơn thì đầu tư cái máy lạnh là nó khác liền, bé nó khỏe mạnh, ăn uống lông mượt đàng hoàng. Thì chơi mấy bạn mèo này thì chủ yếu là cái lông nó mịn, vuốt rồi đã đúng không, chứ mà lông mà xấu một cái, sơ sát một cái là thấy nó mất đã liền. Dạ đúng rồi. Thì một tháng cũng phải đi spa một lần. Tháng đi spa một lần. Dạ đúng. Cái chi phí em cái cuộc chơi này nó tốn kém không em? Chắc cũng tốn kém rồi. Khá đâu, cũng tốn kém. Ví dụ như ở đây em là một coi như có mấy bạn ta, 6 bạn hả? Dạ, đây có 5. Năm. Bên này 4 đứa trên 5 đứa. 5 đứa thì một tháng chi phí khoảng tốn bao nhiêu ta? Tháng chi phí của em tốn chắc cũng khoảng cỡ 4-5 triệu. 4-5 triệu. Dạ. Coi như là một bạn là 1 triệu. Nhưng dạ, mà tại vì cái chế độ chăm sóc của em thì theo anh đánh giá thì nó cũng phải 8-9 điểm. Dạ. Trên thang điểm 10. Thế nên dạ, là cung cấp những cái điều kiện tốt nhất cho các bé. Dạ. Từ cái chuồng trại cho tới cái thức ăn, cho tới cái điều kiện về nhiệt độ là coi như là gần như là tốt nhất, đúng không? Dạ, anh thấy dạ, gần như là tốt nhất thôi. Thì cũng em cũng đang hướng sẽ làm tốt hơn nữa. Ví dụ em muốn cải thiện về cái gì? Em muốn cải thiện về cái không gian nuôi. Không gian nuôi cho nó rộng rãi hơn. Dạ đúng rồi, sắp tới em sẽ cải thiện thêm không gian nuôi. Em sẽ làm ở trên sân thượng của em. Làm cái phòng mèo riêng. Thì sẽ có không gian nuôi giống như phòng đực.
phòng cái à. Xong rồi phải có cái phòng, cái nơi mà giống như mèo nó sắp đẻ à. Phải có cái phòng đẻ riêng cho nó à. Đó. Ủa vì... phòng đực, nếu mà phòng đực là vẫn là chuồng chuồng nhỏ vậy đúng không, nhưng mà nuôi riêng những bạn đực đúng không, chứ không dạ. phải là thả chung với nhau đúng không? Dạ đực thì em thả chung cũng được, tại tụi nó giống như dạng như lãnh thổ đánh lộn, lãnh thổ với nhau ừ. Đó, con với em thì giành lãnh thổ nhau đánh lộn, còn mấy nhà khác thì em không biết à. Thường là con nhà em thấy vậy, hình như đặc tính của nó là nó cũng không có thuận đâu, sống chung đâu dạ. nên sống riêng vậy dạ. À, trong tương lai là sẽ làm một cái ở trên cho nó thoải mái ra cái chỗ nó nhảy, nó anh thấy nó làm mấy cái bật rồi cho nhảy chiền rồi cho vận động đồ nhiều hơn dạ, đúng rồi em à. Tương lai sẽ mở rộng là siêu hay quá chứ trong đây thì vẫn còn hơi hẹp xíu đúng rồi dạ. hơi hẹp. Mấy đứa này là em thả giống như thay phiên nhau, nửa ngày em thả đứa, nửa ngày thả đứa để cho nó hoạt động đi ra ngoài xíu dạ. cũng hay chứ không có nhốt nhiều, cái thì em thả chung được không có vấn đề gì hết, còn chỉ có đực là đực thì đánh nhờ đó. Anh này anh cũng lanh lắm nè dạ, đúng lanh chanh lắm nè, phá dữ không em, tụi này cái tính nết nó phá dữ không à, cũng hơi phá đó phá. Nhưng mà nó sẽ em thấy dòng bengal nó sẽ nó phá hơn, phá hơn nó tò mò quen, hơn, nó lục lội rồi nè. Còn dòng này thì em thấy nó cũng hơi hiện hiện được, cũng quấn chủ. Mà càng nuôi là càng thấy ghiền đúng không? Dạ, đúng rồi, nuôi ghiền, không ghiền là con còn ghiền quá năm con. Ghiền rồi xong rồi. Và trong tương lai kế hoạch là có gọi là đầu tư thêm con giống hay gì nữa không em? Dạ hiện tại chưa anh. Chưa. Hiện tại là em có 1 bầy con á thì. Em sẽ giữ 1-2 con lại làm giống à. Tại vì cái bầy đó là cái con mẹ là em nhập bên Nga, còn con bố là phối bên Nga luôn. Bầy đó là bên Nga nên em sẽ giữ là 1-2 con làm giống. Dạ. Quá, có nhà gen tốt không? Gen dạ, tốt mình giữ đúng. Lại em cái này nó hơi nhạy cảm chút xíu nhưng mà mọi người cũng muốn biết, ví dụ như muốn chơi cái dòng mèo này, ví dụ như để sắm một con nó có bộ gen ok đẹp đẹp, ví dụ giống như ở đây của em nè, thì một bé nó khoảng bao nhiêu tiền ta? Dạ một bé thị trường hiện tại thì cỡ 20-25 đổ lên. 20-25 đổ lên là có giấy. Có giấy. Có giấy có phả. Còn đổ xuống 20 đổ xuống thì tùy vô nhà. Ừ. Dạ. Tùy. Nếu vậy nó cũng không quá khó chịu các bạn. 20-25 mà có tờ giấy, tức là có cái giấy tờ nguồn gốc gia phả đàng hoàng á, và một đó là một bé đẹp luôn đúng không? Dạ đúng rồi, thì cũng tùy theo cái gen thôi. Tại gen dạ. Lại em nói là đó là đang sinh sản ở Việt Nam á hả? Dạ sinh sản Việt Nam. Còn nếu mà nhập về? Nhập về thì con ở trên của em là tất tần tật cái chi phí rồi xong vận chuyển rồi giấy tờ các thứ rồi. Rồi xong em cho đi thi giải bên Nga nữa là nó khoảng rơi vào 110 mấy triệu. 110 mấy triệu? Dạ. Thì tiền nào của nấy thôi. Dạ đúng. Cuộc chơi này nó cũng vậy. Còn mấy bé này thì cỡ 20 tới 40. 20 tới 40. Mấy đứa này 20 tới 40. Rất là dễ thương các bạn ha. Thật ra nó cũng không quá tiếp cận, tất nhiên là nó cũng thuộc dạng pet cao cấp á, nhưng mà nó cũng không quá gọi là quá xa vời, nó vẫn trong tầm kiểm soát được, rất là dễ thương luôn. Mấy anh này chắc đâu có đặc tính mà bắt chuột đồ như mấy con mèo ta mình hả ta? Rồi em thấy mấy con nhỏ nhỏ mà di chuyển là nó bước hết nè. À bước hết hả? Ồ vậy cũng hay. Như mấy con thằng lặn LG của thằng Khang nè. À bị con mèo trước của em quất hoài đó. À mèo đó mèo anh đúng không? Dạ đúng rồi. Nó di chuyển nhỏ nhỏ di chuyển là mấy này gượt theo tới tóc. Tính ra vậy cũng lành quá trời. Dạ. Nó có cái kiểu lãng tử quý tộc đó các bạn, ngầu. Hai cái lỗ tai của nó cũng có 2 cộng lông lên, rất là giống cái con Caracal nãy mình có nói ha. À, kiểu con linh miêu á. À đúng rồi. Cái lỗ tai nó có giống như kiểu con linh miêu á. Đó. Rất là đẹp luôn. Ngầu. Dễ thương quá, quá là hay luôn. Các bạn này nằm im ghe nãy giờ ha. Ừ. Bạn này thấy có vẻ đầu bự hơn mấy bạn kia. Dạ đúng rồi, để em thả ăn đó gà chứ. Ở đằng trước đây Cương còn có một bạn mèo, mèo anh ha. Bạn đó mèo anh hết à? Dạ đúng rồi, mèo đó là nuôi lâu lắm rồi anh này. Nuôi lâu lắm. Dạ đúng rồi, nuôi lâu lắm rồi. Rồi hai bạn chó kia là cũng có em nuôi hay ai nuôi? À, của em với gia đình nuôi. À. Dạ. Ra liền luôn.
Này cái em. Dạ được rồi. Được rồi. Ồ, anh này một bên mặt trắng, một bên mặt vàng ta. Dạ. À, có nét duyên riêng ha, có duyên lạ lùng. À, nửa mặt bên này trắng, nửa mặt bên kia vàng nha các bạn. Anh này thì anh thấy cái lông nó không có được bung giống như tụi kia đúng không? Dạ đúng rồi. À, tại lâu rồi em cũng chưa cho đi spa. À. Dạ. Như con này em cho tắm thì tắm thường thôi. Dạ. Tại vì nó cũng không có đem đi thi gì. Thường là em, nếu mà đi thi em dưỡng là cỡ tuần em cho tắm lần. À. Gần tới ngày thi gần tuần lần xong rồi tới ngày thi đi thi luôn. Là cái lông nó sẽ rất là đẹp luôn. Dạ đúng rồi. Nó bung ra ha. Dạ. Quá dễ thương. Có ai ghiền không? Ghiền thì có thể lên cái trang hồi nãy Khương giới thiệu á, hoặc là có thể inbox trực tiếp cho Khương ha. Ở này cái hội nhóm bên mèo mình chắc cũng đông lắm à. Dạ đúng rồi, cũng đông. Đông lắm à. Ở đây mình có hay đi ốp đồ không em? Hội mèo đồ có hay đi ốp không? À, tụi em chưa đi ốp. Chưa đi ốp hả? Chắc tương lai cũng sẽ có. Ờ, có đi ốp cho mọi người. Trời này mấy bạn nữ đồ mê lắm à. Dạ. Lên chụp hình đồ phê luôn. Các bạn thấy cái chân nó rất là bự ha. Ừ. Cái chân nó giống như màn dớ vậy các bạn thấy không? Con này là poly luôn. Ừ. Chân sau nó là 7 ngón. Ồ, chân sau 7 ngón. Dạ. Chân trước hình như là 6, chân sau là 7. Ừ, chân có mang vớ nè. Mà sao mang, đằng sau mang vớ dài, đằng trước mang vớ ngắn vậy? Dạ. Mang hàng không đều rồi. Ghét. Nhưng mà cái chân của nó nhìn nó rất là bự ha các bạn ha. Cái tướng đi nó vững. Đó, bộ chân nó rất là bự. Tụi mèo này nó dân leo trèo nên nó hay, nhiều khi nó té từ đằng cao xuống nó có thế. Yeah. Tiếp đất nó rất là an toàn, yeah. Thân thiện, thân thiện. Cái màu vàng này cũng đẹp nè. Yeah. Vàng da bò. Thật ra cũng tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Đúng rồi. Đó. Thì anh thấy cái màu sáp lưu kia cũng đẹp, mà cái màu vàng này nó cũng có cái nét đẹp riêng của nó. Anh này có vẻ, chị này có vẻ là lớn tuổi hơn mấy bạn kia đúng không? À, nó cỡ 2 năm. 2 năm. Dạ đúng. Nhìn nó chững chạc hơn mấy bạn kia. Mấy kia thì nó hơi nhô nhô. Ok. Ok, hay quá các bạn. Hôm nay lại lại được hiểu thêm về mèo nữa. À, mình thì dòng nào mình cũng mê, thấy đẹp là mê à. Nhưng mà có một cái mèo thì nó bị cái là lông nhiều quá. Mình sợ nó dính lông thôi. À, nhưng mà nói chung mỗi người sẽ có một cái... điểm mạnh vào cái giống loài nào đó ha. Đó, được đi tham quan như thế này rất là thích luôn. Đi ra đây nè, mình sẽ chỉ cho các bạn coi cái ba cái này là huy chương ha. Dạ. Đó, huy chương của hoa. Hoa. À. Đây, hoa. Này là hai cái ở Hà Nội. Dạ đúng rồi. Hồ hai cái Hà Nội và cái Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh hai cái em để trên lầu. À, lầu luôn. À. Ồ, cái này là International Castle luôn hả? Này là quốc tế luôn hả? Dạ. À, nhưng mà cuộc chơi đó có quốc tế đem qua không? Hay là Việt Nam mình chơi với nhau thôi? Có mình Thái Lan qua. À, Thái Lan qua nữa hả? Vậy là quá hay rồi. Tầm quốc tế rồi. Rồi luôn. Ồ, muốn có mấy bông này cũng phải dễ ha các bạn ha. À, trước khi đi chơi là phải chăm lông, chăm đồ này nọ, đầu tư rồi ẩm đi. Ôi, ví dụ tụi này đi chơi là nó chơi show hay sao ta? Biểu diễn đi tới đi lui hay là chấm thi theo kiểu nào? À, nó chấm thi theo cái tiêu chuẩn giống của nó. Tiêu chuẩn giống? Dạ, giống như là mắt, mũi, tai đồ sẽ có cái điểm riêng của nó. À. Đó, rồi xong rồi đủ, giống như đủ trên 90 hay trên 8 mấy điểm á, thì sẽ được một cái bông hoa này. À. Đó, được cái hoa này. Xong rồi đủ 3 cái hoa này, rồi cộng thêm một cái hoa mà CIC EB á, thì sẽ được cái giấy chứng nhận là champion. Ồ. Là nãy em nói em cũng được giấy chứng nhận champion luôn. Dạ, rồi đúng không? Dạ. Quá hay luôn. Tuyệt vời. Thì trong cuộc thi sẽ có nhiều cái giải đó mình. Thì con em sẽ được cái giải thôi, còn mấy cái giải khác thì mấy con mấy con nó sẽ tốt hơn nữa, nó sẽ được cái mấy cái giải đó. Ok. Ừ. Có giải là vui rồi. Dạ đúng rồi. Công chăm sóc của mình, công chăm sóc của mình mà có giải là quá vui rồi, có động lực làm tiếp.
Ok. Rồi, thôi mình ra mình sẵn ở đây là Khang với Khương rồi, cũng có cung cấp cái phụ kiện dành cho chó mèo. Đây là một bạn mèo Anh nè các bạn. Đó, bạn mèo Anh này rất là dễ thương ha. Này là thành viên coi như là lâu đời hơn mấy bạn kia đúng không? Dạ đúng rồi, lâu đời. Coi mặt anh kìa, ổng A ổng mẹo. Hồi nãy giờ anh nghe Khang kể tội cưng này nhiều lắm rồi đó, mới mua xe về làm gách yên của người ta coi đụng tới nó không thèm làm biến. Nhưng mà mấy anh này là đúng là giống như là cục bông gòn vậy đó, cưng lắm. Rồi mấy con LG nào mà sổng sổng ra là anh dứt luôn hả? 6-7 con rồi đó. Trời, 6-7 con à. Vậy mà còn làm mặt ngây thơ vô số tội nữa chứ. Dứt của người ta 6-7 con mà còn làm ngây thơ vô số tội. Ok. Ở đây là những cái thực phẩm dành cho chó mèo hả em? À dạ đúng, thực phẩm cho chó mèo á. À dạ. Này tất cả là của cái hãng Goyacan này rất là nổi tiếng các bạn ha. Dạ. Có nhiều hãng, Goyacan Canin, rồi xong rồi mấy cái Canina của Jin khác như là của Rao. Ừ. Thường mấy đứa nhà em thì cũng sẽ cho ăn mấy cái thực phẩm đó luôn. Ừ. Dạ. Mấy cái đồ này là mắc lắm đúng không? Nó cũng không mắc đâu anh. Ví dụ giống như mình mua vậy nhưng mà mình chia ra mỗi ngày đúng cái thành phần, nó giống như một muỗng cà phê hay nửa muỗng gì đó. À. Cứ đều đều vậy xài chắc cũng nếu một nuôi con á chắc xài cũng khá lâu. Khá lâu. À. Nhưng mà nó chất lượng đúng không? Nó dạ, tốt đúng không? Dạ. Và mấy cái này thì mình cũng không có gọi là có liều lượng và có thời khóa biểu đàng hoàng chứ không phải là cứ cho ăn càng nhiều càng tốt đúng không? Dạ, có liều lượng. Có liều lượng đàng hoàng. Thì nó có hướng dẫn sử dụng hết. À. Dạ. Đây là những cái phô mai hả ta? Đúng rồi, chi nè. Phô mai chó. Còn mấy người là mấy cái gheo dinh dưỡng giống như là tiêu bún lông mà bổ sung thêm chất đồ này nọ, bổ sung taurin cho mèo. À. Giúp mèo relax thoải mái hơn. Ừ. Đủ thứ loại luôn. Dạ. Loại nào cũng có. Súp thưởng. Này là gì? Súp thưởng. À thưởng. Dạ. À ví dụ như làm trò gì hay cái thưởng là một cái vậy. Dạ, đúng rồi. Thưởng. À. Hay ha. Tùy con thôi, có con không biết làm trò cũng thưởng nữa. Không biết làm trò cũng thưởng nữa. Này là cám hạt giống kiểu em cho ăn trong đó đúng không ta? Dạ, này là hạt gì đó, hạt này là à, hạt này cho chó, à, chó con. Chó con nè. Dạ. Ok. Có mấy cái này là để dạ. Chải lông quần áo nè các bạn. Dính vô lông rồi nè. Còn các bạn nào biết cái này là cái gì không? Cái này là đồ để ghẹo mấy con mèo á. Mèo ghẹo nó đã ngứa á. Đó. Nó chụp á. Trời bấu cứng ngắc luôn. Rồi cắn luôn, cắn đứt hư luôn sao? Dạ. Mấy mèo chơi vượt hoài anh. Trời ơi, chơi hao đồ vậy? Một cây nó chơi mấy bữa là banh. Chơi hao đồ vậy không? Trời không buồn luôn kìa. Buông mượn ơi. Đó. Đó, cây này là để ghẹo mấy con mèo ha. Rất là dễ thương luôn. Ơi, thả hai bạn chó ra giới thiệu hai bạn chó với. Dạ, ừ. Thả hai bạn chó ra, hỏi tên rồi coi nãy giờ thấy lăn xăng dễ thương quá. À. Này mắt nó hơi dơ. Này là Samoy hả em? Samoy. Bé này tên gì em? Này tên bé này tên Bông. Bông. Ở đây em... À nó như cục bông vậy đúng không? Dạ đúng. Còn thằng này, này bé này tên gì? Bé này là ganh tị dữ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nó tên Bắp rồi. Bắp hả? Dạ. Ồ, Bông với Bắp. Hai bạn cái hết luôn. Dạ. Ôi rồi. Bé Bông này là chó lạc nè, chứ không phải nhà em mua. À chó lạc hả? Bé này là hồi đó nó đi lạc ở Vũng Tàu. Ồ. Xong nó lạc về nhà bà cô em ở Vũng Tàu á. Ồ. Thế xong rồi nó đi từ quảng trường Vũng Tàu đi về tới nhà cô em luôn. Ôi. Thế xong đăng lên hội Vũng Tàu này kia kiếm mà không có ai nhận hết. Ừ. Xong cứ ở nhà tháng mấy vậy rồi nuôi thêm 2-3 tháng trời luôn. À thế vậy là bé này về nhà này lâu chưa? Về được chắc 2 năm rồi. Ôi 2 năm rồi, vậy là có duyên. Lâu lắm rồi. Có duyên.
tội nghiệp phải không, đi lạc và cuối cùng hên quá gặp được gọi là đúng nơi. Hên quá. Có đẻ chưa em? Sao rồi có đẻ rồi chưa? Chưa đẻ. Chưa cho đẻ bao giờ. Mấy ông anh kia nó bị lai người cái kia á. À. Họ đợi em nuôi chơi chứ cũng không định đẻ. Nuôi chơi là yêu thương thôi đúng không? Còn cái bé à, sau này mới mua con bắp. Mua con bắp. Mua về là cho đẻ luôn. Xíu nữa là cho đi đẻ. Xíu nữa là đi đi phối thôi chứ hả? Dạ, này à. Nó phối một lần rồi nhưng mà bị sảy, sảy nó nhoi quá nó nhảy hoài. Nó cứ giỡn là tưng chạy chạy sảy thai. Rồi liếm nó nổi da gà luôn rồi. Vừa thở mà vừa liếm nữa. Được chưa? Trời ơi. Sao mê trai dữ vậy? Chiều nay đi phối rồi mê trai. Trời ơi ngoan chưa bạn? Rất là ngoan luôn. Mấy anh này nổi tiếng là ngáo à. Anh này chắc quậy dữ lắm à. Dạ đúng rồi, siêu quậy luôn. Cái dòng chó này nó ngáo nó quậy dữ luôn á. Bông thì nó đậm hơn. À. Bông nó đậm tính hơn. Đồng tính hơn này. Mà cái dòng này nó cái màu này cũng đẹp. Dạ. Anh thích cái màu này hơn là trắng cái này. Bông này dưới con bắp nó giỡn biết hay con dưa này. Dễ thương không các bạn? Ok các bạn, hy vọng là hồi nãy giờ là à, chúng ta tham quan cái chỗ nuôi mèo cũng như là chó của Khang và Khương ha. Hy vọng là nãy giờ những cái chia sẻ của anh em tụi mình có thể giúp cho mọi người biết thêm về một cái dòng mèo kiện rất là đẹp, rất là dễ thương, cũng như cái tập tính rồi cái cách chăm sóc của nó như thế nào cho tốt nhất ha. Ok, thank you mọi người đã xem clip nha, bye bye.